Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh của Tài Miễn Phí. Thì trong video lần trước, Tài Miễn Phí đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký VPBank và nhận về phần quà, đó là 20k tiền mặt, cũng như là được lựa chọn của tài khoản số đẹp miễn phí. Còn trong video ngày hôm nay, Tài Miễn Phí sẽ tiếp tục giới thiệu một cái ngân hàng khác, và khi các bạn tạo tài khoản thành công ấy, và nhập cái mã giới thiệu, các bạn cũng nhận được phần quà, đó là 30k nha. Thì cái chi tiết chương trình là khách hàng khi mà đăng ký sẽ nhập cái mã giới thiệu này, bắt đầu bằng THX hoặc là số điện thoại này, của mình là cái số điện thoại nha. Đấy, và các bạn sẽ nhận được 70.000 hoặc là 90.000 đấy khi mà đạt về cái yêu cầu mà tạo cái tài khoản thành công. Thì cái giá trị tài khoản mà 90.000 thì nó sẽ dành cho khách hàng có hai số cuối của năm sinh từ 77 đến 99, ví dụ như là từ 2000 này, sinh năm 2000 là được 90.000 này, còn không thì 70 này, hoặc là 1989, 1978 đấy. Còn 1976 thì chỉ được 70.000 thôi, được mà. Thì đó là cái chương trình nó như vậy rồi. Và chương trình này có thời hạn từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 nha. Đấy. Thì các bạn nhớ làm trong khung thời gian này nha thì mới có quà nha. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu vào video nha. Đầu tiên thì cũng giống như những cái video khác, khi các bạn xem video này, các bạn sẽ click vào cái mũi tên để chọn vô cái đường link đăng ký hoặc là dưới phần bình luận nha. Đấy, thì mình cũng có được cái đường link để đăng ký, thì các bạn click vào đường link đó nha. Đấy. Thì sau khi click vào đường link thì các bạn tải ứng dụng Cashflow Việt Nam về nha. Các bạn chọn chữ nhận hoặc là tải về trên cái đó. Thì sau khi tải xong thì các bạn thoát này ra nha. Thoát này ra. Sau đó thì các bạn lại click một đường link một lần nữa nha. Đấy. Rồi, sau đó các bạn mở ứng dụng lên nha. Lúc này thì chỗ này các bạn có thể cho phép hoặc từ chối nha. Mình ghi là cho phép một lần. Gửi thông báo, mình nhấn là cho phép luôn. Rồi, các bạn cứ lướt qua. Đấy. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục nha. Các bạn sẽ điền cái số điện thoại của các bạn vào đây nha. Này nó hỏi là bạn có tài khoản ngân hàng tại Carbank chưa? Thì mình nhấn không nha. Sau đó thì mình sẽ nhập cái mã giới thiệu nha. Các bạn chú ý là nhập cái mã này thì mình có tiền nha. Đấy, thì các bạn nhập mã vào đây là 0982277493. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục nha. Bước này thì các bạn chọn vào mở tài khoản nha. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào bắt đầu trải nghiệm nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái căn cước công dân hoặc là chứng minh thư nha. Rồi, các bạn nhấn vào bắt đầu trải nghiệm. Rồi, cái này thì bạn nhấn vào đồng ý nha. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào xem hướng dẫn. Rồi, sau đó các bạn nhấn chụp hình nha. Rồi. Ảnh đầu tiên sẽ là chụp cái mặt trước, ảnh phía dưới sẽ là chụp cái mặt sau. Thì mình sẽ chụp cái căn cước công dân nha. Nhấn vào chụp ảnh này. Các bạn muốn truy cập ảnh thì các bạn nhấn OK nha. Tiếp tục. Sau đó các bạn chụp mặt sau nha. Phía dưới là mặt sau. Thì ở bước chụp ảnh này, các bạn chú ý cho mình là chụp ảnh nó sáng tỏ và nó nằm gọn trong cái khung nha. Đừng để mắc góc nha. Đó nghĩa là mấy cái cạnh phía ngoài đừng cho nó mắc nha. Thì sau khi chụp rõ thì các bạn nhấn tải lên. Lúc này thì nó sẽ load ra các thông tin của các bạn. Tuy nhiên thì nó không đầy đủ lắm. Chỗ mà giới tính này, rồi quốc gia cấp này, nơi cấp này, và quốc gia cư trú, quốc tịch thì các bạn điền vào nha. Những cái quốc gia, quốc tịch thì sẽ là Việt Nam. Còn cái nơi cấp chính là cái tỉnh, thành phố của bạn đang sinh sống nha. Là nơi cấp cái chứng minh nhân dân ấy. Thì sau khi các bạn kiểm tra đầy đủ các thông tin rồi thì các bạn nhấn xác nhận nha.
Lúc này thì các bạn sẽ chụp ảnh khuôn mặt cho file nha. Sau đó các bạn nhấn bắt đầu nha. Thì các bạn để cái mặt các bạn trong khung hình. Sau đó các bạn nhấn bắt đầu quét nha. Sau đó thì được rồi thì các bạn nhấn tiếp tục nha. Thì chỗ này nếu mà nó ghi là giả mạo gì đó thì các bạn tiếp tục lại nha. Thì lúc nãy nó quét hơi bị lao với các bạn nha. Nếu các bạn cứ ghi là giả mạo thì các bạn cứ tìm cái nơi đủ sáng, hoặc là các bạn quét lẹ thôi. Quét 1, 2, 3 lần nha. Nó từ từ nó sẽ được thôi. Cái bước này thì các bạn sẽ tích hết nha. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục nha. Tại đây thì các bạn sẽ điền một số cái như nguồn thu nhập quốc gia, nguồn thu nhập và chức vụ nghề chính. Thế này các bạn tự điền nha. Thì các bạn sẽ chọn một trong cái những công việc này, còn không thì các bạn sẽ chọn khác nha. Thì mình sẽ chọn khác cho nó lại đấy. Quốc gia tất nhiên là Việt Nam rồi. Chức vụ khác. Rồi, nghề chính. Khác luôn. Và nhân viên rồi tên công ty thì các bạn đi vào nha, tùy nè, các bạn đi công ty bất kỳ nào. Thế sau khi điền xong các bạn nhấn tiếp tục nha. Tại đây thì các bạn sẽ chọn cái địa chỉ thường trú theo giống như cái căn cước của các bạn nha. Quốc gia vẫn là Việt Nam. Tỉnh thì mình sẽ chọn vào đây. Rồi. Thành phố thì các bạn chọn gần để được rồi nha. Thì các bạn chú ý chỗ địa chỉ thường trú thì chỗ thành phố nó không có những cái thành phố lớn nha. Thì các bạn cứ chọn đại thành phố, sau đó các bạn điền địa chỉ vào đây nha. Sau khi điền xong thì các bạn nhấn hoàn tất nha. Sau phía dưới thì các bạn sẽ nhắn với lại giống với địa chỉ thường trú hết nha. Đấy. Sau đó các bạn nhắn tiếp tục. Lúc này thì các bạn sẽ điền cái email của bạn vào đây nha. Cái a@gmail.com ấy. Thì các bạn chú ý là điền cái email của bạn đang sử dụng nha. Để tí nó gửi về cái mail ấy. Không thì không được nha. Thì mình sẽ điền cái email của mình vào đây. Sau khi điền xong thì các bạn nhắn hoàn tất nha. Rồi. Các bạn nhắn tiếp tục. Lúc này thì các bạn sẽ lên cái email mà mình điền ấy. Các bạn sẽ nhập vào đây nha. Các bạn sẽ điền cái mã xác nhận vào đây nha. Thì cái mã xác nhận này nó sẽ gửi về cái mail của các bạn vừa mới điền ấy. Sau khi xong thì các bạn nhấn hoàn tất và nhấn xác nhận nha. Rồi. Lúc này thì nó sẽ tóm tắt ra các thông tin cá nhân của bạn nha. Đấy. Sau đó thì các bạn nhấn tiếp tục nha. Sau đó thì nó sẽ gửi cái mã OTP lên số điện thoại của các bạn. Thì các bạn sẽ nhập vào đây nha. 037102 0371 02. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ tạo cái mã PIN. Thì cái mã PIN này nó sẽ giúp các bạn thực hiện các cái giao dịch, chẳng hạn giống như là cái ngân hàng á, các bạn chuyển tiền thì các bạn đăng nhập vào trong app xong, sau đó thì các bạn sẽ nhập cái mã PIN nữa, đúng không ạ? Thì mình nhấn vào tạo mã PIN nha. Thì gồm 6 cái tự thì các bạn cứ điền vào thôi. Rồi, các bạn xác nhận lại một lần nữa nha. Các bạn chú ý phải nhớ được cái mã PIN nha. Sau đó các bạn chọn vào là thiết lập ứng dụng. Rồi, các bạn đọc một số cái điều khoản ở đây. Được không ạ? Sau đó thì các bạn chọn vào tôi đồng ý. Đấy, sau đó các bạn nhấn đồng ý nha. Sau đó các bạn chọn vào thiết lập riêng tư và dữ liệu này.
Rồi, chấp thuận nha, đồng ý. Rồi, các bạn nhấn đồng ý nha. Rồi, đồng ý. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục nha. Như vậy thì mình đã đăng ký thành công cái app Kflex của Kbank. Thì trong vòng 3 ngày làm việc thì nó sẽ trả lời là mình đăng ký thành công hay không nha. Và khi mình đăng ký thành công thì mình sẽ nhận được một về tài khoản nha. Thì mọi thông tin tiếp theo nó sẽ gửi về cái địa chỉ email mà mình đã cung cấp trước đó. Được mà. Ok, thì bây giờ đến cái chương trình vòng quay may mắn trên kênh của Tại Miễn Phí nha. Thì trong video lần trước mình đã hướng dẫn cách đăng ký VPBank. Thì mình sẽ quay thưởng cho video này nha. Chia sẻ này, sao chép. Đây, mình vào cái YouTube nha. Thì khi các bạn xem các video mới của Tại Miễn Phí cũng như là comment dưới cái phần bình luận ấy, thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được 20k nha. Mình sẽ quay cái chương trình này thường xuyên, video mà nào mình cũng quay nha. Rồi, đây thì có tổng cộng là 11 cái comment hợp lệ. Thì mình sẽ quay cho một người xem người nào được may mắn được 20.000 nha. Mình start. Ok, thì như vậy thì xin chúc mừng bạn Tăng Tăng 3 nha. Bạn là người chiến thắng trong cái chương trình vòng quay may mắn trên kênh của Tài Miễn Phí nha. Thì mình sẽ comment trả lời các bạn này để thông báo rằng bạn này nhận được 20k tiền mặt nha. Đó là giải thưởng vòng quay may mắn cho vui nha. Rồi. Ok, thì mình đã comment để mà thông báo bạn này trúng cái phần quà. Đó là bạn Tăng Tăng là 20.000 tiền mặt nha. Như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản Kbank và nhận về phần quà đó là 30.000 hoặc là 90.000. Chúc các bạn thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.